Xin chào mọi người, hôm nay là mình quay cái đám vườn này để mình giải đáp cho mọi người xem là trồng hạt lên cái trái như thế nào ha. Thì có rất là nhiều bạn hỏi mình là trồng hạt nó có ra trái hay không. Thì thật sự trồng hạt thì có cây nó có trái và có cây nó không có trái nha đây mình cho mấy bạn xem như thế nào gọi là cái trái là cái trái hạt của nó nha như cái cây này đi nó cái cây này là hồi lúc trước người ta ghép đẹp cái dấu ghép ở đây hiện tại bạn nhìn thấy không đây là dấu ghép nha cái dấu ghép này người ta lên còn cái cây này cái dấu ở bên đây á đây mấy bạn nhìn kỹ ha cái dấu ở bên đây là cái cây mà người ta trồng hạt mấy bạn biết không người ta trồng hạt lên khi mà nó có có nhánh non á thì người ta không có cắt bỏ khi mà ghép cái nhánh bên đây phát triển rồi mà bên đây có nhánh con người ta không cẩn thận người ta vẫn để Nè, người ta vẫn để đây như thế này thì khi mà nó phát triển lên rồi á, thì người ta vẫn để luôn thì khi nó lớn lên thì cái trái nó sẽ ra như thế nào nhánh bên đây là nhánh măng cầu nai dứa là có ghép qua đây là cái dấu ghép nha mấy bạn đây là cái dấu ghép gõ gàng nhìn thấy là biết liền ha những ai mà đã từng ghép cây những những nhà giống ghép rồi biết liền ha còn đây nè cái mé bên đây nè là cái 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 cây từ dưới thân gốc nó lên nè cái thân gốc là trồng hạt đó mấy bạn hạt na dứa đó rồi lên thì mình sẽ cho mấy bạn là cái cây này là cái thân gốc na dứa nha. Dứa na dứa trồng hạt, đây là cái trái của nó. Khi mà lúc mà khi mà lúc mà mà mình mình nhìn cái cái bông á, mình nhìn cái bông là nó đã khác với cái bông na dứa rồi. Mình nhìn cái bông là mình biết nó đã khác thì mình tha biết được nó là cái cây cái nhánh mà mãn cầu trồng hạt lên ra bông. Nó thì mình cũng sẽ chấm cho mấy bạn xem tại vì mình chấm để mình cho mấy bạn phân biệt được ừ cái trái của nó xấu như thế nào nha. Cái trái của nó rất là xấu mấy bạn nhìn kỹ đi Đây cái da của nó nè sần xù Đó, Nó nó sần xù nó không giống như cái trái na dứa bình thường Cái này là do trồng hạt lên nha Đây mình sẽ cho mấy bạn xem mấy bạn nhìn kỹ nha Cái này là cái trái trồng hạt lên Trồng hạt nha Đó trồng hạt cái da của nó sẽ rất là dày Khi mà nó chín á Khi mà nó chín thì cái da của nó rất là dày nha mấy bạn Thứ hai nữa là cái thịt của nó ăn cũng không có ngon đâu cái thịt của nó ăn rất là dở nó có, nó có cát cát nó không có ngon thứ hai nữa là cái vỏ của nó rất là dày đây mình sẽ cho mấy bạn xem cái này là mình cố tình nha mình cố tình mình chấm còn cả thêm cái lá của nó nữa cái lá của nó cũng khác luôn đây mình sẽ cho mấy bạn xem mấy bạn nhìn kỹ cái lá của nó không cái lá của nó mấy bạn nhìn kỹ nó rất là giống lá ổi nó cảm giác cái lá của nó rất là dày đây nha mấy bạn nhìn đi nha đây nhìn kỹ thì khi mà mình à, mấy bạn mà trồng na dứa mà trồng dạng như lâu năm thì mấy bạn nhìn cái lá thì mấy bạn sẽ biết được cái lá của nó mấy bạn nhìn rất là giống lá ổi rất là giống cái lá ổi của của của, của mình nhưng mà nó bự hơn cái lá ổi thôi ví dụ những cây ổi nào mấy bạn trồng tốt quá thì nhìn vô đi nó cái giống rất rất là giống cái lá ổi ha còn đây đây là cái nhánh cái nhánh của lá na dứa na dứa đây mình ghép qua mấy bạn nhìn nó tuy gần hai cái nhánh mình sẽ cho để gần nhau đây Mấy bạn nhìn thì mấy bạn sẽ biết được có cái phân biệt nha. Ở bên đây thì cảm giác cái lá của nó rất là dày, nó dày hơn. Còn cái lá bên đây, nó nó cảm thấy nó nó mỏng hơn mà nó đẹp hơn, nó mướt hơn nữa. Thì khi mà mình nhìn cái lá, thường thường á dân mầm, dạng như trồng nai dứa mà lâu năm á thì mình bọn mình là nhìn cái lá là mình sẽ biết được à, cái thân của nó là cái thân cây gì. Đó, thì đây mình sẽ cho mấy bạn xem. Rồi đây có hai cái trái kế bên, bên luôn đây mình sẽ cho hai mấy bạn xem hai trái kế bên luôn. đây là cái trái nai dứa là mình à, chưa chưa ghép nè, cái trái nó sần sùi. còn đây là cái trái nai dứa, đây là cái trái nai dứa đã ghép qua. các bạn nhìn kỹ ha, đây nhìn kỹ hai cái trái của nó đây, nó khác nhau một trời một vực ha. cái trái bên đây người ta mướt nè, nó vừa mướt vừa đẹp cái này là ghép qua rồi nha ghép qua cái cây này dưới vừa mướt vừa đẹp khi mà nó lớn lên rồi nó sẽ căng ra nó sẽ căng ra thì những cái cái gai này nó cũng vẫn còn nhưng mà nó sẽ ít hơn nó sẽ không còn nhiều nữa mấy bạn biết không nó sẽ không còn nhiều mà nó sẽ ít hơn nó sẽ bóng ra nó đẹp hơn còn cái cây này nay dưới nè mấy bạn nhìn vô mấy bạn sẽ nhận thức nhận nhận thức ra được là cái 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 nó rất là dày cái da của nó cảm giác rất là dày nó rất là dày nha đây Ừ, nhưng mà cái thịt của nó quan trọng là cái thịt của nó ăn siêu không ngon cái thịt của nó cảm thấy nó rất là cát cát nha cái thịt nó cát 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 không ngon còn điểm thứ hai nữa ngày hôm nay là mình nói cho thật kỹ cho mấy bạn luôn có những người có những người họ ghép qua rồi có nghĩa là cái cây này là cái hạt na dứa người ta trồng lên người ta trồng lên người ta ghép nha khi mà người ta cắt người ta ghép qua rồi ghép qua luôn nha không cũng như là nó không giống như của mình như vậy không giống như của mình như vậy của mình là ghép không qua bên đây là đã ghép qua rồi bên đây là cái cây của nó là từ hạt lên đó thì nó sẽ ra nó sẽ ra cái trái như thế này nó sẽ ra cái trái như thế này cái trái của nó ra vỏ dày và xó khó coi như thế này nhưng khi mà người ta trồng hạt người ta vẫn ghép qua rồi mấy bạn hiểu không ghép qua rồi nhưng nó vẫn ra cái trái này nó dẫn ra cái trái này nha Thì có rất là nhiều người ở bên Đài Loan này Cũng bị tình trạng đó Chứ không phải là ở Việt Nam mình không Khi ghép qua rồi Mấy bạn thấy nó ra bông Mấy bạn đi chấm thì nó dẫn ra cái trái này Tại vì cái cây này là cái cây Na dứa ghép Có người ta hay nói gì nè Đẻ con ra có trái thì nó giống cha Có con thì nó giống cha giống mẹ Có con thì nó giống chính bản thân nó Cho dù bạn đã ghép qua rồi nhưng mà mấy bạn đẻ cái trái nó ra nó vẫn như thế này nó vẫn bị như vậy nha không phải là không có mình thứ nhất thứ hai thứ nhất là mình không binh vực cho những nhà những nhà bán cây giống cũng như là có nhiều bạn nói mình là tại sao mà họ 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 ghép cái họ đi chấm bông xong rồi cái cái trái này dưới nó gì ha là tôi không binh vực cho nhà bán cây giống cái đây là sự thật tại vì cái này là tôi biết tôi cho nên là tôi nói tôi không có ai mà kêu tôi à, giải thích giùm nha cái này là ở đài loan tôi đã bị mà giường mình cũng có mà giường của người khác cũng có tại vì lúc trước tôi từng đi làm mướn cho người ta cho nên là tôi đã biết cái tình trạng này cho dù bạn ghép qua rồi người ta mua cái cây ghép qua rồi người ta về người ta trồng người ta chấm bông nó dẫn ra cái trái này đó chính là người nó không có nó không có đột nó nó vẫn còn cái giống cũ mới mà hiểu không? bà hiểu không lấy cái nhánh khác ghép vô nó vẫn còn là cái nhánh cũ vẫn là ra cái trái cũ như thế này chứ không phải là ở nhà 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 bán giống người ta lừa đảo người mua tại vì khi cái cái cây này là cái loại nó có cây ghép tại sao người ta phân biệt F1, F0, F2, F3 gì đó thì tôi không có biết nhưng mà tôi chỉ nói theo theo lời nói tôi không có học thức thì tôi nói theo cái lời của tôi nha đừng có bắt lỗi tôi tội nghiệp nha là nó chỉ mấy bạn ghép qua rồi thì nó dẫn ra cái trái này không phải là nhà giống nhà nhà cây bán cây giống người ta lừa đảo mấy bạn mà là cái thân nó như vậy khi mà người ta cắt cái nhánh na dứa người ta ghép vô đó vô cái cây na dứa hạt xong rồi tự nhiên nó phát triển lên như thế này đó là nó nó cũng như nó trở lại bình thường cái giống cũ của nó mấy bạn hiểu không nó cho nên thì nó sẽ ra cái trái như thế này có gắt hồi lúc trước tôi đi làm cho người ta rất là nhiều người bị luôn chứ không phải là 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 một người hai người rất là nhiều người bị khi mà người ta mua về khoảng mấy ngàn cây á, thì trong vườn người ta ít nhất cũng sẽ bị vài cây nó sẽ như thế này cũng vài cây nó sẽ trở nên như thế này ghép qua rồi nó dẫn ra cái trái xấu như thế này rồi có nhầm trái nó ra còn xấu hơn nữa nó còn đột biến nó còn đột biến ra trái như là f2 f3 gì đó nó xấu hơn nữa nó có cái gai nhiều hơn hoặc là nó nó ra hiện tượng cái trái của nó cũng khác hơn cũng có nha chứ không phải là không cho nên ngày hôm nay là mình đính chính cho mấy bạn cũng như có mấy bạn hiểu ủa sao mà cái cây của mình là cái cây na dứa mà sao kỳ quá sao mà nó ra cái trái nó không giống trái na dứa nó thì cái trái đó là cái trái hạt của nó nha mấy bạn cái trái mà hạt của nó đó cái trái mà mà chính gốc của nó là cái trái như thế này có cây á thì nó ra bông có cây mà mình trồng hạt á thì nó ra bông có cây mình trồng hạt nó không ra bông nó thì có nhầm người nó ra bông mà mình chấm bông nó không đậu khi mà tôi á thì tôi chấm thì nó đậu cho nên là à, tôi mới quay cho mấy bạn xem để mấy bạn biết được ờ à, cái trái nó cái kiểu như thế này cái kiểu dáng trái nó như thế này là cái kiểu dáng trái trồng hạt nhưng mà cái kiểu dáng này chỉ là cái kiểu dáng duy nhất thôi Nó có rất là nhiều kiểu dáng khác nhau Có nhiều kiểu dáng nó ra nó gai 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 Giống như gan như là cái trái do na sầu viên vậy đó Nó gai gai như vậy ờ, Cũng có có trái nó ra tròn lụi giống như gan như là trái ổi nữa thì tùy nó tùy tùy cái hạt trồng lên nó ra cái kiểu dáng khác nhau tại làm sao người ta trồng cái cây na dứa này người ta nhất định phải ghép đó là tại vì khi mấy bạn trồng hạt lên rồi cái trái nó nó không có giống ai trường á nó muốn ra sao nó ra tùy ý cho nên người ta nhất định là phải ghép mãn cầu này là mãn cầu phải ghép mấy bạn trồng hạt xong phải ghép nhưng mà cũng như là mình không phải nói là ừ à, nó đột biến một trăm trăm không có có nghĩa là khoảng 90 phần trăm là nó ra cái trái đẹp như thế này nó 90 phần trăm nó sẽ ra trái đẹp như thế này thì khoảng hai cây gì trong vườn của mấy bạn nó sẽ ra cái trái tàu lao gì nó nó cái loại này là loại ghép nó nhất định nó như vậy tôi không binh giật ai nha tôi không binh giật mấy ông bán cây giống mà cái này là sự thật cái này là sự thật nha nhiều lúc mấy ông bán cây giống nhiều lúc mấy ông còn chưa biết nữa đó tại vì việt nam mình hiện tại thì mới mới thịnh hành cũng chỉ là vài năm nay thôi nhưng mà ở bên đây là tôi qua đây là tôi tôi bắt tay vô tôi làm tôi làm về cái trái mãn cầu này rồi cho nên tôi chú ý tôi biết cho nên tôi mới quay clip này tôi chia sẻ cho mọi người khi mà mọi người nhìn thấy cái trái mãn cầu của mọi người như thế này như thế này và cái mấy bạn nhìn cái lá của nó như thế này mấy bạn nhìn kỹ giống như lá ổi cái gì thì mấy bạn có thể là uh, ghép lợi ví dụ trong vườn của mấy bạn với giờ có cái 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 cái, cái cây na dứa đẹp như thế này ha thì mấy bạn cắt cái nhánh của nó mấy bạn ghép qua trở lời thì nó sẽ trở thành cái trái này nó sẽ không còn như cái trái này nữa thì dạng như vườn ai cũng sẽ bị ví dụ mấy bạn mua nhiều thì nhất định sẽ bị bản thân tôi cũng bị cho nên thì mình nói cho mấy bạn nghe để mấy bạn cảnh giác khi mà nhận xét nhìn cái trái nhìn thấy gõ gàng hai cái trái nữa không nó khác xa chọn giật đây nè cái trái của người ta đẹp như thế này nè nó rồi cái trái của nó gì nè nhìn vô là biết là cái vỏ của nó rất là dày nhìn vô là biết cái vỏ nó dày rồi thêm cái thịt ở trong nó rất là cát luôn nó không ngon đâu nó thật sự luôn hiện giờ thì tôi vẫn để cho nó lớn lên rồi tôi sẽ quay một clip cho mấy bạn xem là ở bên trong nó như thế nào để cho mấy bạn được hiểu nhiều về về cái 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 cái, cái trái trồng hạt này ha còn như cái cây na dứa này ta nè nó 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 rất là mướt rất là đẹp nhìn nó khác 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 rất là nhiều khác khác là nhiều mấy bạn nhìn đây khác rất là nhiều ha nhìn nè nó nó sần cái này nhìn là biết cái vỏ của nó rất là dày luôn rồi nè nó thì mình nói như vậy cho mấy bạn tham khảo ha có gì thì mình nói đúng sai gì có gì chỉ bảo lại mình thêm nha à, à, mấy bạn có thể ở ừ, đăng ký kênh bình luận cho mình có dạng như có cái gì mà mình nói không đúng hoặc là mình tìm hiểu không đúng thì mấy bạn bình luận giảng dạy lại mình thì không sao tại vì mình chia sẻ kinh nghiệm cùng nhau nha rồi cảm ơn nhiều nha